Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có người gửi tin nhắn hỏi tôi, hôm qua anh Hùng tới Phan Thiết tới tỉnh Bình Thuận, anh Hùng thấy gì? Trải nghiệm cái gì? Và có học được cái gì hay không? tôi xin trả lời cho câu hỏi đó thấy gì đầu tiên tôi thấy huệ thuận tự nhận mình là tiến sĩ phật học là người tu như thế này thế nọ ở ngay tại tại tỉnh xá phổ hiền là nơi mà cứ cho rằng là ổ của huệ thuận đi tôi thì ở xa Đi tới đó có 5 người, tôi, bà xã tôi, chị của bà xã tôi, Thái Quốc Thọ và anh Trần Cường. 5 người thôi. Đáng lẽ người ở xa như tôi mà tới thì dân chúng địa phương mến mộ Huệ Thuận. Như Huệ Thuận nói thì sao? Thì dân chúng địa phương phải sĩ vã đuổi tôi. Nhưng khi tôi tới thì tôi thấy rõ ràng là người dân nơi đó lại thương mến tôi mà lại sĩ vã Huệ Thuận. Huệ Thuận nói là có hai con chó rồi trước dáng tại cổng chùa đó là chó đẻ, chó đang đẻ. Người ta nói đó là sư chó đẻ cũng được, đúng không? Nên tôi thấy đây là sư chó đẻ. Và biện bạch về việc mà làm livestream á nói rằng có hai con chó dữ xua ra để mà cắn chết Hoàng Di Hùng luôn có hai tổ ong vò vẻ nhưng tôi nói tôi đâu có ngại tôi tới rồi và chính những người dân nơi đó cho tôi biết sáng lúc đó đó thì công an có tới tận cổng chùa thì chùa đóng cửa và công an và người dân nơi đó chỉ mặc Huệ Thuận chớ có làm cái trò ma giáo côn đồ như thế cứ xua chó ra thì sẽ biết ngay với chính quyền cứ đưa hai cái tổ ong vò vẽ đó ra thì biết liền nên là thấy gì tôi thấy người dân nơi đó chính quyền nơi đó lại bảo vệ một người từ phương xa tới có năm người à mà người ta lại bảo vệ trong khi đó thì huệ thuận một mở ngoặt đóng ngoặt là trụ trì nhé tự nhận mình là như vậy tiến sĩ phật học nhé được người dân thương mến nhé nhưng không có ai bảo vệ người dân nơi đó cho biết huệ thuận nếu có đó, cái gọi là tín đồ là dòng họ của huệ thuận vì nơi mà huệ thuận ở là đất là nhà trước đây của mẹ của huệ thuận và người cậu của huệ thuận đang gọi là quán xuyến nơi đó thì những tín đồ nếu có đó là trong dòng họ gia đình của Huệ Thuận mà thôi. Vì trước đây theo người dân và họ cung cấp cho tôi sau đó Huệ Thuận ở chùa khác và đã bị đuổi vì hành vi dâm loạn, bị tố cáo đủ thứ đủ sự hết. Họ nói đây anh hùng vào trong bút Phật tự do. Từ năm 2015, nhiều nữ tín đồ đã tố cáo hành vi hãm hiếp của hệ thuận rồi. Tôi nghe lời họ tôi vào, thì đây là những hình ảnh và bài viết từ xưa rồi. Đây, quý khán giả cùng theo dõi. Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bút Phật Tự Do có một bài viết như sau dâm tăng dùng võ thuật hãm hiếp nữ tín đồ. Tên thật của y là Trần Quốc Hiệp, sinh 20 tháng 4 1985 tại La Di, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Y cũng là đang chủ nhiệm đạo tràng vạn Phật thường. Và đây là The Pen, The Sword. Hội Phật Bút Tự Do Việt Nam Buddhist Pen Association of Freedom Thì hội này cho biết như sau Và khi kéo xuống thì thấy phóng sự điều tra Dâm tăng dùng võ thuật hãm hiếp nữ tín đồ Đây phóng sự điều tra dâm tăng dùng võ thuật hãm hiếp nữ tín đồ nữ nạn nhân tố cáo ma dâm ác tăng đại đức thích huệ thuận dùng võ thuật khống chế để hãm hiếp phật tử và quan hệ bất chính với nhiều nữ phật tử khác và cái này thì xưa rồi nói rằng là sẽ qua ấn độ học tiến sĩ phật giáo nha rồi dùng thế lực hù dọa nạn nhân kể cả dọa dẫm buồn ngãi Tôi bấm vào phóng sự điều tra dâm tăng dùng võ thuật hãm hiếp nữ tín đồ để quý khán giả biết như thế nào nha. Nữ nạn nhân tố cáo ma dâm ác tăng đại đức thích Huệ Thuận đây nha. Và khi bấm vào thì thấy hình của Huệ Thuận khi xưa đây. Và ma tăng thích Huệ Thuận chùa Phước Bình ở thị xã La Di, huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Đây là hình ảnh mà bài báo đã đăng vào năm 2015, tức là cách đây 9 năm rồi, những hình ảnh như thế này đây. Rồi người phụ nữ tố cáo nhiều chuyện lắm. Ôi giời ôi, hình chướng ma tội đồ dâm giới thích Huệ Thuận Chùa Phước Bình ở thị xã La Di, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang ngủ say sau khi làm tình ở hotel đó thấy không chạy đâu cho thoát lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt bài viết khá dài nhiều hình ảnh à, nhiều hình ảnh cho thấy à, những việc làm dâm loạn ăn cắp ăn trộm à, cho nên à, đây là một tên à, côn đồ đội lúc nhà sư để mà lừa gạt Rồi hãm hiếp phụ nữ Rồi Làm những cái chuyện săn bậy khác Đã bị Bút Phật tự do Lột trần đây Tôi xin mời quý khán giả Vào Google xem như thế Tôi đọc thấy trên Google đây Đó là những hình ảnh và bài viết từ xưa Năm 2015 kìa nên tôi thấy gì tôi thấy đây là một tên côn đồ đội lốt nhà sư đội lốt áo nhà phật để mưu đồ làm nhiều chuyện săn bậy lừa gạt lừa tình lừa tiền thì người dân nơi đó tố cáo cho tôi biết tôi nói chuyện với các chị các bà ở nơi đó gần gần đó họ cho tôi biết hết Chứ không phải tôi thần thánh gì Không phải tự nhiên là tôi biết uh, Những chuyện xa xưa Từ năm 2015 đâu Cho nên thấy gì Thấy là Người dân nơi đó Không có thích Huệ Thuận Mà lại bảo vệ tôi Chính quyền nơi đó Cũng âm thầm bảo vệ tôi Chứ không bảo vệ Huệ Thuận Huệ Thuận thì trốn chui Trốn nhủi. Rồi bây giờ đó là trải nghiệm như thế nào? Trải nghiệm thì thứ nhất, Huệ Thuận là trốn chui, trốn nhủi là một tên hèn nhát, không đáng mặt đàn ông nữa. Chứ đừng nói là người đi tu, không có đáng mặt đàn ông luôn. Đó là trải nghiệm thứ nhất nha. Trải nghiệm thứ hai đó là Huệ Thuận rõ ràng không có Bằng tiến sĩ Phật học Từ Ấn Độ Cũng không có bằng võ thuật gì Kinh khủng như mà hắn Huynh hoang tự đắc Đó là trải nghiệm thứ hai Và tôi cũng đã nói thấy gì rồi Thì trải nghiệm thứ ba Đó, đó là ở nơi đây là dòng họ Anh em Của Huệ Thuận mà thôi Ở nơi đây là đất Của mẹ Huệ Thuận Đất của mẹ huệ thuận ở trong không có khang trang giống như gì đâu mà ở ngoài thì là một cái cổng to để đánh lừa những người không biết chuyện ngộ nhận cho nên đó là trải nghiệm của tôi những thứ sàm sở đều có những cái hành động giống như nhau đó là hay huynh hoang tự đắc và trải nghiệm thứ tư của tôi câu nói của tiền nhân mã tầm mã ngưu tầm ngưu dòi tầm dòi thì hôm qua và ngay cả trên kênh của tôi những cái nhóm mà giả danh yêu nước cái nhóm mà tôi từng gọi là các con dòi ngay cả con dòi chúa là nguyễn phương hùng ở nam california đã vào kênh của huệ thuận ủng hộ cho huệ thuận kêu gọi ủng hộ cho huệ thuận để đấu lại với tôi nhưng khán thính giả đã thấy rồi không có một tên nào dám xuất đầu lộ diện cái bọn đó là cái bọn miệng thì to lắm nhưng mà nhát như cái gì đúng là loại dòi bỏ đây là hình ảnh mà nguyễn phương hùng vào để mà cổ động cho Huệ Thuận nha. Câu nói của tiền nhân chúng ta rất đúng, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, dòi tầm dòi, dâm tăng tìm những thứ dâm dục. Thì chúng ta thấy kênh báo chí hải ngoại vào trong clip của Huệ Thuận vận động. Mọi người ủng hộ thầy Huệ Thuận chiến với Hoàng Duy Hùng thì đủ hiểu Dâm tặc tìm tới tâm dâm tặc là như vậy đó. Con dòi Nguyễn Phương Hùng ơi, trong gần hai năm qua, lúc nào con dòi này cũng khẳng định Hoàng Duy Hùng đã bị trục xuất khỏi Việt Nam và đang ở Houston, Galveston. Thế chui vào đây ủng hộ cho Huệ Thuận Chiến với Hoàng Duy Hùng và xác nhận như vậy Hoàng Duy Hùng tới uh, cái ổ tịnh thất chó đẻ của Huệ Thuận là sao? Vậy là con dòi này tự làm nhục chính mình à? Ăn nói bất nhất như thế à? Hỡi con dòi Nguyễn Phương Hùng. Đó là hình ảnh mà Nguyễn Phương Hùng đã vào cổ động cho Huệ Thuận. Và ở trên kênh của tôi thì nhiều cái nick cũ, fan cứng của tôi, fan cứng con dòi như Swedish news này, tức là Sweden Today đó mà tôi từng nói là việc tân nằm bên đó đó không rồi uh, những cái nick như là nick con giòi tào lao tôi đã nói là giòi nhưng mà không biết là sĩ diện như thế nào lần nào cũng vậy chui vào tôi chó mà rồi tôi biết uh, có một cái tên là Châu Ngọc Huỳnh Huỳnh Ngọc Châu Thì giả nhiều nick lắm vào ở đây Để mà hạ bệ tôi Và nâng nâng bi Huệ Thuận Tôi chấp mà tôi chó Nên là trải nghiệm gì Thì đó là điều mà tôi trải nghiệm Và tôi đã chấp rồi Tôi sổ chấp tôi biết chắc như thế luôn Rồi trải nghiệm thứ năm của tôi Tôi thấy những kẻ đầu đường xó chợ ăn cắp ăn trộm thích mượn áo nhà Phật lắm thích đội lốt nhà sư như thế như ở bên Mỹ có một tên nó gọi là tên Nguyễn Trọng Đức tức Đức đầu bạc tức David Đức hồ sơ ăn cắp ở tại Houston Harris County dày đặc đã bị tôi lột mặt thì lại trốn ở San Antonio cao đầu mặc áo nhà sư bây giờ là hình ảnh nhà sư rất là đạo đức nghiêm trang sao cái đám mà côn đồ lưu manh ăn cắp vặt ăn cắp cái này cái nọ thì lại thích là mặc áo nhà sư như thế nhỉ vì người ta tin vào đạo phật thì đám này ấy, giả làm con của nhà phật để đánh phá vào phật pháp đây là hình ảnh mà nguyễn trọng đức cạo đầu mặc áo nhà sư Ai cũng hiểu rồi. Đó là hình ảnh mà Nguyễn Trọng Đức tức David Đức Đồ Bạc á, cạo đầu mặc áo nhà sư. Giờ cũng muốn trở thành một vị tăng cao tăng đắc đạo đi truyền đạo để làm sao tôi biết rồi ý như huệ thuận đó lừa gạt lừa tin lừa tiền dụ dỗ người ta đầu tư vân vân và vân vân nên đó là trải nghiệm của tôi đó và tôi cũng biết đây là điều thứ sáu Huệ Thuận sẽ giống y như cái đám con dòi Vì đây là con dòi mà Con dòi Huệ Thuận á, Ở ngay cái tịnh thất chó đẻ đó Vì có cái bảng chó đẻ đó không Tịnh thất chó đẻ đó Thì à, tên này á, sẽ cứ lãi nhãi Rồi cũng sẽ bịa chuyện tấn công tôi Y như Sang Cam, y như Nguyễn Phương Hùng Y như Nguyễn Tuấn Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo trung ương mặt trận tổ quốc á. Tôi biết chuyện đó Đây là Video Hình ảnh video mà hôm qua Huệ Thuận ngay lập tức Lên clip nói như thế này đây Rồi ám chỉ tôi Là tập đoàn miệng rộng rồi Dùng ngôn từ côn đồ Bảo là đem vợ của tôi Kim Ngân tới hiến cho hắn Chỉ có côn đồ Mới có cái kiểu như thế Chứ tiến sĩ Phật học không ai làm như thế đâu Và Huệ thuận vẫn mặc dày như vậy Làm khiếp nói tập đoàn miệng rộng Rồi lại nói như thế này đây Đây là cái tên lưu manh côn đồ thứ thiệt rồi Tập đoàn miệng rộng vẫn là tập đoàn miệng rộng Miệng ngày càng rộng tìm đến để nhục hay hiến kênh tức là kim ngân á, ám chỉ bà xã tôi đó chỉ có cái tên là du côn sàm sở mới nói chứ chưa nói người bình thường đây là một người tự khoác áo nhà tu thì đủ hiểu đây là một tên giả tu để mà có mưu đồ riêng như thế đây đáng lẽ tôi không nên nói thêm gì hết nhưng đây rút uh, một uh, kinh nghiệm nhưng tôi chả ngại thứ này tôi biết rằng là sẽ giống y như cái đám mà uh, Nguyễn Phương Hùng á là cứ lèm bèm như vậy không biết nhục là gì đó là hình ảnh côn đồ ở tình thất chó đẻ con dòi về thuận ăn nói dơ bẩn như thế đó nên tôi trải nghiệm điều thứ sáu là như vậy điều thứ bảy tôi trải nghiệm tôi biết mà huệ thuận sẽ tìm cách tìm thế lực khác và sẵn sàng bám váy đàn bà sẵn sàng thổi phòng gì đó người ta dùng danh từ là thổi ống đu đủ cho những người mà huệ thuận nghĩ rằng có thể mượn thế lực đó để hại tôi và tôi cũng đã đoán rồi huệ thuận sẽ mượn thế lực của bà nguyễn phương hằng thì quả thật như vậy huệ thuận ngay lập tức đã làm một clip thổi ống đu đủ bà nguyễn phương hằng thổi ống đu đủ mượn váy của bà hằng để mà tìm cách là hại tôi nhưng tôi nói rồi tôi cũng đã làm một clip sáng nay về bà Nguyễn Phương Hằng tôi có suy nghĩ như thế nào rồi cũng như cách đó mấy ngày tôi cũng đã có những suy nghĩ của tôi về CEO Nguyễn Phương Hằng và trước khi và sau khi bà Nguyễn Phương Hằng ra tù tôi cũng đã thành thật góp ý với bà Nguyễn Phương Hằng và mong rằng ông Huỳnh Uy Dũng là phu quân của bà Nguyễn Phương Hằng hướng dẫn giúp bà Nguyễn Phương Hằng đừng có đi xa đọa thêm bây giờ đó huệ thuận và cái đám á, giả danh yêu nước á, đang thổi ống đu đủ bà hằng trước đây bà hằng bị sa đọa nặng là vì do những cái đám này hết cái đám mà giả danh yêu nước á, như châu ngọc huỳnh rồi gì đó cái đám đó, đó và như là nicolai vũ quang rồi gì đó vào thổi ống đu đủ bà nguyễn phương hằng ăn cái bả do cái thổi ống đu đủ đó thì bây giờ Huệ Thuận Mặc cái áo nhà sư đó thấy không? Nhưng đây không phải là một vị sư nha Đây chỉ là cái tên đội lốt thôi bám váy bà Hằng Để mong rằng bà Hằng Gì đó có thể Quýnh ngã được tôi Tôi cũng chấp luôn tha hồ Đây là thức phim mà Huệ Thuận Thổi ống đu đủ bà Hằng nha và những kẻ tiểu nhân thường thường là mượn mượn người khác giúp mình nên là bây giờ là bám đuôi theo bà hằng rất là nhục như thế này đây mới mượn danh bà hằng hấp dẫn quá phen cứng nguyễn phương hằng và tuệ con thích minh tuệ bắt đầu có dấu hiệu tập đoàn miền rộng ám chỉ là tôi đó miền vẫn rộng đây và như vậy là thổi ống đu đủ cho bà nguyễn phương hằng nhưng tôi cũng đã nói rồi sổ chấp mà Và tôi cũng có làm clip sáng nay rồi Bà Nguyễn Phương Hằng cứ việc lên tiếng Nói cụ thể Nói không đúng thì tôi cũng sẽ có những lời phản biện của tôi Và cỡ Huệ Thuận như vậy á Tôi chạp Cứ tha hồ Mà bám đuôi Bám váy đàn bà Thổi lên để mà chạy cho những cái gì đó đã bị lột mặt nạ là tên côn đồ mượn danh nhà Phật chứ còn tên này xin lỗi xin lỗi nghề nào cũng tốt hết nhưng tên này là một tên lái xe ôm thất bại hung hăng bạo lực và đã bị người ta lột mặt rồi đó là thước phim Huệ Thuận thổi ống đu đủ, đủ bà Hằng tôi chắc rồi Học hỏi gì? Tôi không có học hỏi gì từ Huệ Thuận Không có học hỏi gì qua chuyến đi hết Nhưng tôi thấy rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Không có quản lý Những kẻ mà tự xưng là Tôn kính thể chế của giáo hội Phật giáo Việt Nam như Huệ Thuận Không quản lý chặt chẽ Nên mới có nhiều kẻ mượn áo Phật Để làm những cái chuyện sằng bày như là Minh Đạo ở Đồng Tháp đó Huệ Thuận đó cứ giả danh là nhà sư rồi nói là trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng nói rằng là trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam trong trường hợp của Minh Đạo Đồng Tháp tôi không có biết rõ chứ còn Huệ Thuận đây nói như thế nhưng tôi không có tin tôi không có tin và học hỏi của tôi tôi không có học hỏi gì từ huệ thuận hết nhưng tôi có học hỏi học hỏi đức độ của những người chân tu như sư minh tuệ đó không có nói làm và tôi ngưỡng mộ đức độ của sư minh tuệ đó là học hỏi của tôi và tôi học hỏi nữa đó là bên Thiên Chúa Giáo hệ thống điều hành rất là chặt chẽ, không có kẻ hở để cho những tên côn đồ như Huệ Thuận, như Minh Đạo ở Đồng Tháp len lỏi vào để làm ô danh. Len lỏi vào để làm ô danh. Đương nhiên, chỗ nào cũng có những tiêu cực hết. Không có nghĩa là sự hoàn toàn ở bên Thiên Chúa Giáo là chẳng đứng được hết. Nhưng mà chẳng đứng được rất là nhiều con số đó nó ít hơn là bên phía của giáo hội Phật giáo. Tôi mong rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cuộc họp để mà sắp đặt và có những ký cương. Những người như Huệ Thuận đã bị tố cáo từ năm 2015 là phải công bố và vạch mặt không cho tên này làm cái chuyện như thế nữa để sao để những người mà phật tử chưa biết nhiều họ không có bị lừa gạt đó là học hỏi của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau